Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video phụ tùng phụ kiện của Đèo Bá Bình Sơn. Hôm nay mình xin tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái món phụ kiện để các bạn có thể thay thế cho máy cưa xích. Và cái món phụ kiện này đó chính là, như các bạn nhìn thấy, bộ phận khởi động hay còn gọi là ốp giật. Và ốp giật này các bạn sẽ thay thế cho máy cưa xích Estin MS381 hoặc là 382. Và ốp giật này là ốp giật hàng lô thôi, chứ không phải hàng chính hãng. Nếu mà các bác trước đây đã theo dõi kênh phụ tùng phụ kiện của bên mình ý, thì bên mình cũng đã lên một cái video nói về cái ốp giật của Estin 381 hoặc là 382. Tuy nhiên đó là hàng chính hãng. Đối với cái hàng chính hãng ấy, nhiều bác sẽ khó có thể tiếp cận, bởi vì cái mức giá của nó cũng khá là cao so với tài chính để các bạn có thể bỏ ra. Nhiều khi hàng hãng mà sẽ tùy theo thời điểm, có thời điểm sẽ không có hàng. Và nếu các bạn phải đặt ấy, nó sẽ mất thời gian và chờ đợi mà mình không thể chờ đợi được. Chính vì vậy, mình có một cái giải pháp rất là nhanh thôi để đáp ứng ngay được cái nhu cầu của các bạn. Đó chính là về bên mình đã về cái ốp giật hàng lô của máy cưa Estin 381 và 382 để các bạn dễ dàng thay thế và đặt mua được nhanh nhất. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết đi để xem nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu, hay là có thể đáp ứng được cái chất lượng mà các bác mong muốn hay không. Về phần bên ngoài thì chắc chắn rồi, nó sẽ thiết kế là như là hàng hãng thôi, bởi vì nó lắp cho máy mà. Và cái ốp giật này thì nó cũng bằng hợp kim nhá. Hợp kim như hàng xịn thôi và như hàng hãng thôi. Bên trong này nó cũng sẽ có một cái miếng nhựa này. Miếng nhựa này để ép vào phần vô lăng đấy để tránh va đập gì vào đấy. Và nó cũng sẽ có đầy đủ cái phần bu ly này và cá này. Buli và trong này sẽ là hai cái cá giật này. Rất là một cái hơi bất tiện, đó là mình theo như mình thấy đa số là các hãng thì người ta làm không làm ốp giật trợ lực, kể cả với hàng to, và Estin cũng vậy. Ốp giật của dòng 381, 382 thì không có trợ lực. Theo như trước đây ý, thì cái mẫu 381 nếu nhiều bác đã sử dụng qua rồi thì biết là cái mẫu đấy nó rất là thần thánh. Và hiện tại sau này bên hãng người ta thay bằng cái mẫu 382 ấy, thì cái mẫu đó nó hơi có một chút cái vấn đề về cái phần ốp giật này. Tức là nhiều bác sử dụng như bên mình bán, là nhiều bác phản ánh là cái phần cá giật của nó hay bị trượt cá. Và cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cái Estin nó là hàng công suất lớn và piston của nó tận 52 ly cơ. Và ốp giật của nó thì cũng không có trợ lực, đâm ra là giật nó nặng. Và như vậy nhiều bác giật cố thì không may thì nó sẽ bị hỏng. Và vậy bên mình cũng có giải pháp này thôi. Thì như các bạn nhìn thấy này, cái phần bu ly và cái phần cá này. Bu ly thì tất nhiên rồi, nhựa PA6 cũng rất là dày nhá. Phần cá giật cũng thế, đảm bảo thì khi các bạn chạy, các bạn giật thì nó sẽ đỡ bị trượt hơn và nó sẽ bền bỉ hơn. Ở ngoài ra có một lưu ý rất là nhỏ thôi, khi các bạn khởi động ý, nếu mà bác nào dùng nhiều rồi thì chắc cũng biết. Tuy nhiên một số bác mới dùng qua hay là một số bác không để ý thì mình cũng lưu ý một chút. Đó là khi các bạn giật ấy, các bạn giật nhá. Các bạn để ý này, khi mà mình bắt đầu mình giật này thì mình không lên giật từ đây đi này. Không nên giật từ điểm đầu luôn, mà các bạn nên giật, chú ý này. Khi các bạn giật này, nhìn cái phần cá này nó bung ra ngoài này. Đấy, nhìn hai cái cá này nó bung ra nhá. Khi mà hai cái cá nó bung ra ấy, nó mắc vào được cái phần vô lăng ấy, cái phần vô lăng từ ấy, thì khi đấy các bạn mới giật. Như vậy thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là sẽ bị trượt cá hơn và nó sẽ đỡ bị gãy hơn. Đây các bạn nhìn qua này rất là dễ thôi. Khi mình giật này, cái phần cá này nó bung ra này và nó sẽ bám vào cái phần vô lăng ấy. Đấy, chính là một cái lưu ý rất là nhỏ thôi, mà nó cũng sẽ đảm bảo cho các bạn sử dụng được cái bền cái phần ốp giật hơn. Và
cái phần mình ốp giặt này làm cũng dày đấy ạ, không mỏng đâu. Chất liệu tất nhiên là bằng hợp kim, rất là dày, đảm bảo các bạn vẫn có thể sử dụng được. Và mức giá thì rẻ hơn rất là nhiều. Ốp giặt là một bộ phận nó không ảnh hưởng gì đến cái quá trình vận hành của máy. Tuy nhiên nó lại quyết định rất là lớn về cái phần máy nó có nổ hay không. Chính vì vậy các bạn cũng nên cân nhắc khi mà sử dụng những cái ốp giặt, và có thể có thêm lựa chọn như bên mình cũng đã giới thiệu. Và ngoài ra bên mình cũng có cái phần cót này, cót của Boli này này, để kèm để bán kèm nhé. Tức là ốp giật là bên mình bán ốp giật không kèm cái phần cót này, nhưng mình vẫn giới thiệu đến để mọi người nếu ai mà bị hỏng cót hay là bị đứt cót hay là bị gãy cót của Estin 381 hay 382 ấy, thì hoàn toàn có thể đặt mua, bởi vì nhiều khi các bạn vẫn tận dụng được những cái phần Boli và vẫn những phần cá này, cái cót của các bạn nó chỉ bị gãy hoặc là lâu ngày quá nên nó không có độ đàn hồi nữa, thì các bạn hoàn toàn có thể đặt mua riêng cái cót này. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu qua về cái bộ phận khởi động của máy cơ xích Estin 381 hoặc là 382 để các bạn có thêm lựa chọn thay thế với cái mức giá thành hợp lý, và nó vẫn đảm bảo được cái quá trình vận hành của máy. Nếu các bạn có nhu cầu có thể liên hệ ngay đến điện máy Bình Sơn theo số điện thoại bên mình sẽ để ngay dưới bên phần mô tả thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay nhớ đăng ký và tiếp tục ủng hộ những video tiếp theo của kênh Phụ Tùng Phụ Kiện Máy Bình Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại.